Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa, hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở đường Bùi Thanh Khiết thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hôm nay Khương Dừa quay phim Bánh Miệng Màu phần 2. Dạ cái này là bối cảnh chính của phim. Dạ là cái nhà của ông Màu, bữa trước là Khương Dừa có tới cúng khai mái, bữa đó mưa tầm tã luôn. Dạ bữa nay Khương Dừa xuất hiện, trời ông lại mưa nữa. Dạ và nãy giờ trời mưa thì không biết làm gì, cho nên Khương Dừa mới gọi cho Nguyệt Ánh. Khương Dừa đặt tàu hũ cho mọi người cùng ăn. Dạ giờ đi kiếm Nguyệt Ánh đây. Kìa cô kìa Nguyệt Ánh kìa, anh đang nói chuyện với khách, đang chốt tàu hũ. Anh đang chốt tàu hũ với khách hả? Dạ rồi, tàu hũ rồi. Dạ đây cho anh đeo cái này coi. Dạ. Xin giới thiệu bà con cô bác, dạ đây là diễn viên Nguyệt Ánh. Dạ, Nguyệt Ánh là Khương Dừa kia bằng em, nhưng mà thật sự hai anh em cũng bằng tuổi. Dạ em 84. Em tám, ủa vậy hả? Ừ anh 84, nhưng mà chắc anh lớn tháng hơn á. Không, tại vì phim trước con Chịu Làm Dâu á, quay đóng vai sếp, nên không? Gọi sếp rồi anh quen rồi. Nhưng mà anh sinh tháng mấy? Em sinh tháng 8. Đúng rồi, anh sinh tháng 2, xin anh được rồi. Dạ hôm nay là bà con cô bác cũng biết á, mỗi lần Khương Dừa hoặc là chị Hoài An mà tới đoạn phim của Bánh Miệng Màu là hay mua này kia cho mọi người ăn. Không mua ăn thì cũng mua nước uống. Dạ hôm nay thì Khương Dừa biết Nguyệt Ánh có tham gia một cái vai ở trong phim Bánh Miệng Màu nữa, cho nên Khương Dừa mới có anh Minh nó nói có. Khương Dừa dặn Nguyệt Ánh là đi thì tới đồng phim nhớ mang cho Khương Dừa ít tàu hũ. Dạ. Để mời tất cả mọi người ăn. Để đâu rồi em? Dạ có. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Tàu hũ đâu rồi? Coi chừng ăn hết rồi nha. Nhà em làm luôn hả? Ủa? Nhà em làm luôn hả? Dạ nhà em làm luôn. Đây đằng kia kìa. Đâu rồi? Giỏi quá à. Giữ con nhỏ mà cũng làm tàu hũ nữa hả? Dạ đây. Dạ. Trời, sản phẩm tâm huyết của em. Em làm luôn hả? Em phải nghiên cứu công thức đồ này nọ các kiểu. Chi cực quá vậy em. Một năm rưỡi em mới ra. Không phải, tại vì em làm theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy hả? Có nghĩa là từ cái khâu mà nguyên liệu đầu vào là coi như là kiểm soát rất là kỹ luôn. Em làm từ hạt đậu nành không biến đổi gen. Em mở ra cho anh luôn. Được. Anh muốn ăn hạt đậu nành biến đổi gen nè. Thôi, biến đổi gen nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm mà. Dạ. Cái gì nó cái này là 3 phần hả? Nguy hiểm lắm. Dạ 3 phần. Rồi sao em lựa từ hạt vậy hả? Sao giống cô Tấm ngày xưa quá hả? À? Cô Tấm ngày xưa. Nhưng mà cái này á, thay vì á, anh mọi người quen với lại tàu hũ mà truyền thống của mình á, là ăn với lại gừng, gừng với lại đường. Nước đường với lại dừa riêng ăn nóng. À. Nhưng mà cái này là ăn lạnh. Lạnh cái vị nó lạ lắm. Đây. Ồ. Do không chất bảo quản cho nên là em phải bảo quản lạnh gì nè. Bữa giờ Khương Dừa đặt Nguyệt Ánh ăn mà chưa có, nay bữa nay bà chủ giao luôn. Đây. Đây. Ủa đặt. Đây. Tên dễ thương không? Sen, từ hoa sen. Sen. Dạ, lấy ý tưởng từ hoa sen. Sen tofu hả? Dạ, sen tofu. Tofu là tàu hũ hay là gì? Là đem mở cho. Dạ đúng rồi, tofu là tàu hũ. À. Dạ. Anh ăn thử coi. Rồi để mời cho mấy anh chị lớn trước đây. Đây tàu hũ xưa tươi vị truyền thống. Ôm làm mẫu mã đẹp quá ta. Ủa còn mua cái hộp bằng giấy luôn á. Có số của em là... em gọi em, còn bà con cô bác mua thì bà con bác gọi đâu? Dạ 0859 183939 và có số hotline. Số hotline bự quá vậy. 0859 183939. Đây gọi là gặp em hả? Dạ. Em nghe hay là nghe có bạn kinh dạ, doanh em hả? Nghe luôn á. Ôi. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nanda Ánh Phát. Tên của con em đó, nãy anh hỏi đó. Là tên Nanda là nó đó. Ánh là tên em. Dạ. Còn Phát là tên anh trai em hả? Phát là mình muốn sản phẩm của mình nó sẽ hả? Phát triển lên. À Nanda. Dạ. Là tên mẹ được phát triển là tên con. Ôi em anh. Rồi bây giờ mình sao? Lên. Bây giờ lấy mời mọi người nha. Dạ. Dạ. Cái này là sản phẩm của em. Ồ. Bữa nào em đi quay trời cũng mưa cho nên em thấy có lỗi quá, cho nên hôm nay em đặt dạ em đặt tàu hũ đãi cho mọi người. Nghe đồ nãy giờ về nói ăn tàu hũ mát lạnh luôn nè, phải không? Trời mưa mà ăn tô đi quay là ăn hủ vừa mát cái bận như là tim ra phải bỏ luôn không? Đây mời rồi đây em mời mấy anh chị. Dạ. Ngon dạ. Sướng dạ. Vui cái này là bà chủ đi giao cho mình luôn. Đây hủ anh. Em à. Dạ. Mà thật sự ra cái sản phẩm này là coi như là mọi đối tượng đều ăn được luôn. À. Mọi đối tượng đều ăn được. Nhỏ mà giá nó không? Cũng mềm nữa. Như cho nên quá. Là dạ có 12.000 à. Ồ dạ. Đẹp quá. Dạ. Đẹp không? Wow. Sẵn mua cho mọi người ăn, sẵn giới thiệu dùm cho Ánh luôn. Trời ơi. Chúc em một mai bán đắt. Dạ, em cảm ơn anh. Kìa Phương Anh nè. À. Phương Anh. Dạ. Đây, mời em. Mời em. Đây,
ăn. Sao anh? Sao anh? Ngon. Đây. Bác làm tiền nãy ướp đá không? Dạ. Bỏ đá mình không chấp bảo quản cho nên mình phải không. Bỏ đá ăn vậy không? Thôi á. Dạ không, không có bỏ đá vô. Dạ, mọi cái là vừa vị hết rồi. Em chỉ ướp lạnh để em bảo quản nó thôi. Nhưng mà em ăn cái này rất là nhiều lần rồi em thắc mắc là trong đây nó có thêm gừng đúng không? Đúng rồi, mình phải có gừng, có lá dứa. Vẫn theo cái vị truyền thống của mình. Để mời mọi người nha. Dạ. Dạ. Nữa. Chị An. Mời chị em. Đậu hũ của anh. Anh làm mâm. Nhưng mà em đặt nha. Ông mở mâm cho mâm. Em đặt nha. Trời ơi. Đó. Trong đoàn là có một là có chị An là lúc nào cùng mọi người cũng được no nê hết trơn. Hoặc là có Khương Dừa cũng hay mua. Không mua được nhiều hết trơn là có em á. Ủa. Rồi còn tía Nam chị đi thay đồ. Chồng chị đâu? Tía đi thay đồ. Chồng thay đồ lâu. Chồng chị thay đồ hả? Còn ai nữa ta? Ê, còn nè, mời em nè. Đây của chị Ánh. Cảm ơn chị. Khương vừa mua mà nhau cuối cùng là Ánh mời luôn. Anh ăn nữa không? Còn ai nữa ta? Ngon giờ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, bây giờ tới Khương vừa hủ nha. Nữa hủ nữa đi anh. Ngon hả anh? Anh Nam thay đồ hả? Anh khen ngon là em vui lắm mà. Mình phải để lạnh mới được. Nhưng mà cái này em bán giao không mà em có ấy không? Dạ có ship tận nơi luôn. Coi như là số điện thoại hotline của em á 0859183939 là ừ. Giao tận nơi luôn. Em ăn đi. Thôi em để dành cho mọi người. Thử nha. Em ăn nhiều rồi. Mà em ăn lúc là em phải ăn 2-3 hộp. Nhưng mà tàu hũ ở ngoài nó thường nó màu vàng vàng này là sao? Nó trắng luôn. Trắng. Tại vì phải lọc. Phải xay và mịn bắt. Mịn ghê. Mịn ghê đó. Ngon quá. Có đường được sẵn rồi phải em, khỏi bỏ đường, khỏi bỏ gì vô không? 8 lần luôn nó mới mịn như vậy. Trời. Dạ. Cực quá vậy. Tại vì cái sát đậu nành anh nó li ti rất là nhiều. Mà mình muốn làm nó mịn màng như vậy là mình phải lọc rất là kỹ. Ngon quá. Vị ngọt vừa phải không anh? Em nói mà có mấy vị, giờ em làm mấy vị? Dạ, em có 5 vị. Vị này là vị truyền thống nè. Vị em đang hết tất cả hộp này là vị truyền thống hả? Dạ. Còn mấy bạn á đang mang lên thêm vị trái cây. Mấy bạn đem lên là có lá dứa nè, có dâu đào với Việt Quốc. Là 5 vị. Trái cây. Dạ. Ừ, ngon quá. Cái này nó không có quá nhiều đường nha. Nó vừa ăn mình bỏ đường nhiều quá là ăn cũng không tốt. Đây. Bình kìa. Ủa, tài không? Tài. Hai tài. Tôi hú tài. Có một thùng riêng để mời anh em ekip nữa. Em lần thùng riêng lên hả? Giỏi quá à, anh ơi. Sao vậy? Đâu có đâu, vì tải bỉm sữa thôi à. Nhưng mà em đang bán rồi. Nam. Tía. Em mời anh, mời anh đi. Tía. Nè. Dạ. Anh giờ anh ghét anh rồi. Anh thấy anh quen. Nó vui vậy nha bà con quá. Tía. Chứ nào mà anh thương Khương Dừa lắm. Con kính mời tía. Dạ. Cái đồ hút hay cái là không răng ăn được rồi đấy. Cái này con hút rộng không á. Bữa nay á thường thường là má mở tập quá là có con cử sáng với có con cử chiều. Cái sáng nay mua quá mới mua được có con cử giờ sáng, con cử chiều không có gì ăn hết. Tự nhiên cái có Khương Dừa lên đưa. Ủa, cái này. Chị ăn cái muỗng nó đỏ luôn rồi vậy. Dính son hết trơn. Son dở mà. Trời dở mà dính muỗng lên. Ăn là phải dính sao mâm, sao mâm, sao mâm. Quá là ngon. Ủa mà cái này có gừng một kênh YouTube. Có. Con cũng xây gừng với lá dứa. Anh cũng có kênh không? Truyền thống của mình mà. Anh cũng có kênh nữa. Có anh Nam là chưa có kênh thôi. Anh Nam là cái này phải có. Anh Nam là xuất hiện kênh của người khác không à? Còn người bên Nam á. Mình ăn lại. Để được lâu không? Chút nữa mình làm. Để được 10 ngày nữa lại mà mình phải bảo quản ăn mát nha. Còn nếu mà bỏ ra là phải ăn liền. Ở đây con có ghi hướng dẫn hết. Mở ra mới ăn liền có một chưa tới một phút nè. Trọng không? 180g. Để đi 10 ngày. Cái này á má gấp quá, tập ống hút vô má hút được không? Không cái đó con chưa thử. Nhưng mà cái này ăn người ăn chắc phải 2-3 hũ à. Ha. Cái này nó đúng giống rồi. Cái thuốc đi chứ, ăn hay dạ. Bỏ trong trà sữa hay gì đó. Cái này mà giảm cân được nè. Rột nó cũng lên vậy luôn nè. Không, miệng ghê luôn. Con làm nhỏ lại là nó bằng cái bút đinh luôn á. Giống giảm cân được. Giống cái bút đinh bỏ vô đó. Khỏi ăn cơm ăn này được. Ăn 2-3 hũ là được. Cái này mà ai mà muốn ăn kiêng hay gì ăn cái này vô là cũng giảm cân. Đủ chất hả? Dạ. Sữa mà đó. Tại ăn cái này vô là cũng no rồi.
là hết có cảm giác thèm ăn rồi, là giảm cân. Sao mà thịt má chưa no? Phương Anh ăn luôn kìa. Vậy ăn thêm hủ nữa đi. Nè Phương Anh xin hủ nữa kìa. Nhưng mà tới mấy loại lận mà. Hồi phần một em có đẩy rồi ăn cái này đó. À chị có, đúng chị rồi. Có clip của em. Cái đó là vị truyền thống đó. Dạ. Ừ. Cái này bữa nay mà cái này ăn cái này mới ngon nè. Chen tofu. Mọi người không biết ăn xong dục cái này ăn cái này mới ngon. Vị này vị truyền thống. Còn có vị trái cây nữa. Ăn cái này mới ngon. À, để Khương Dừa lại, Khương Dừa xin một hũ nữa đi. Chưa có đã, mà một hũ nó mới ngon. Anh lên ăn nữa không? Má, ăn nữa nha. Ăn nè, một hũ nó bị... Đang kêu người trở lên thêm. Ăn một hũ nó bị ngứa miệng lắm. Đây, nè còn nhóc nữa. Ủa em ăn đi. Dạ. Em ăn chứ. Tí em ăn sao? Ăn em, đi. Em mời mọi người trước. Em phải ăn nha, để biết đồ hũ làm ngon. Đây. Phải ăn hai hũ mới ngon. Không, cái này á, mùa nắng nóng á, ăn rất là đã luôn. Thơm mịn quá. Em ăn cái hộp này trong chắc trong một nước nhạc. Năm 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 mấy hả? Có nghĩa là phải làm tàu hủ à? Em phải nghiên cứu cái công thức. Tại vì hả, mới ra được cái công thức như vậy á. Nhưng mà nhà em có ai làm trước không? Hay là sao? Em thích ăn em làm vậy hả? Em có đam mê giảm thực. Cái nói chung cái gì ngon á là em làm hết à. Nhưng mà cái tàu hủ này nè anh, em phải tìm cái nguồn nguyên liệu đầu vào á, tại vì em làm theo an toàn vệ sinh thực phẩm, phải xin giấy phép. Em phải đặt người nông dân trồng theo cái giống đậu nành DD84 á. Đó là thuần chủng luôn, không biến đổi gen, và xong sau đó mình lấy cái đậu nành đó mình đi kiểm định để mình xin giấy phép. Có nghĩa là rồi ngay cả tất cả các khâu nguyên liệu đầu vào đều phải là có an toàn, phải có giấy phép hết. Nhưng mà mình phải có máy đồ xay chứ. Có, mình có máy lọc đồ này nọ, dạ, có nồi nấu, mình có cái quy trình sản xuất đàng hoàng. Cái này ăn phải, anh ăn chắc phải 5 hũ. Ship tận nơi luôn. Thế bữa nào có trà sữa nhà anh, nhà anh đặt cho trà sữa không? Không, sữa em có mang. Có hả? Em có kêu mang lên cho Thế Vĩnh với trà sữa mà. Tại vì thật sự ra con nít nó thích ăn cái này lắm anh. Ngon quá. Người lớn tuổi cũng thích nữa. Nó không sẽ có cái vị đó. Béo béo vừa phải của đậu nành. Ngọt ngọt. Dạ, ngọt vừa phải chứ không ngọt quá. Bên. Nè. Tàu hủ nè. Lạnh mà mát à, nó không có lạnh lắm. Nè. Nè bó. Nè đi, ngon lắm. Bó. Nè. À, tàu hủ nó sẽ như vậy. Nè bó. Hả? Đây. Nó mịn vậy, như vậy á, ăn vào là sẽ tan mát trong miệng. Dạ, anh đi đi có một mình cho nên anh chở theo được có một thùng mà. Anh chở kêu đang chuẩn chở thêm lên lát cho nguyên đoàn. Có một thùng riêng cho ekip. Sáng mình sẽ ăn thêm. Ăn thử hương vị trái cây. Thấy anh Khương vừa khen là thấy vui rồi đó. Những cái bước đầu khởi nghiệp là thấy vui rồi. Bây giờ là ăn uống nó phải, thứ nhất phải ngon, thứ hai nó phải đảm bảo. Dạ. Vệ sinh sạch sẽ. Chứ giờ mà tao ăn uống giờ tao phải cần biết nguồn gốc á. Dạ. Dạ đúng rồi. Giống như đi bán trái sầu riêng vậy đó. Phải đi về tới vườn mua tao thấy tao mới an tâm. Đó, em mới hỏi là hồi nãy em vô em mới hỏi sắp tới mùa sầu riêng rồi, không biết anh Khương anh có bán. Ủa cái này bỏ vị sầu riêng được không ta? Chắc không được hả? Hả? Này bỏ vị sầu riêng được không ta? Vị sầu riêng hả? Để em nghiên cứu được ta. Nghiên cứu bỏ thử xíu vô thôi. Để nghiên cứu thử ta. Nhưng mà sẽ có người ta thích sầu riêng còn có người ta ăn không được sầu riêng. Dạ, dạ. Nhưng mình thử rồi. Nhưng mà nếu mà ai ăn được sầu riêng là sẽ ghiền. Ngon lắm á. Ừ. Rồi. Để em thử coi. Em thử rồi. Nhưng mà khi nào là anh bán sầu riêng? Sầu riêng anh bán suốt. Cứ vô mùa là anh bán không? Bán suốt là đang mùa luôn. Dạ. Mấy lần trước là ba em đặt mua sầu riêng của anh đó. Ủa vậy hả? Không có đặt hotline hả? Hả? Không đặt hotline hả? Dạ. Không, ba em là theo dõi cái kênh của anh liên tục luôn. Ủa vậy hả? Ngay cả hả mấy cái câu chuyện gì mà anh chọc giận ba vợ rồi này này à. Rồi. Về nhà kể cho em nghe hết. Ông bà cô chú biết không? Cái kênh của Dừa á là mấy bạn nghệ sĩ diễn viên á biết là nhờ vào phụ huynh. Có nghĩa là khi mà ở nhà phụ huynh á, giống như Nguyễn Đình Vũ hoặc là giống Khay đó, Khay Trần đó, là ở nhà là mẹ bà coi, rồi
bật trong nhà coi, đi tới lui là thấy. Dạ. Là mới biết anh. Có nhiều, phụ huynh có nhiều. Rồi lên đi chuẩn bị chạy thoại nha bà con cô bác. Ngon quá. Cảm ơn cả nhà yêu. Cảm ơn con. Ra đi chơi, ra đi chơi. Ủa giờ đang chạy thoại. Dạ. Vậy thôi vậy. Ủa chị ăn xong chưa? Mời đi chơi anh. Dạ. Drama hả? Sáng giờ chị chửi lộn mấy tặng đây ánh rồi ngồi đây nè, mời chơi với bà Màu. Ủa bà Dân, vợ ông Màu. Bà Màu ta cũng hiểu mà. Bình là cháu nội. Kem á, kem tí tí tàu hủ con làm á. Phương Anh là bữa nào anh bao em này nha. Thảo hả? Dạ, Thảo. Ủa, có mỗi Thảo là giờ phụ cho bà Vân. Dạ đây hôm nay là cảnh cái cảnh đại cảnh đầu tiên trong tập 1 là phân đoạn thứ 6 là hôm nay là tôi có Phương vừa xuất hiện. Rồi với Quân Tài nữa. Đúng rồi, nãy nghe mình đúng đó. Với đoàn Quân Tài nữa. Với lại Tài đâu kêu Tài xuống. Trong vòng 3 tháng vậy. Trời ơi. Mẹ thiếu tiền đang muốn cái này hút luôn. Mình chỉ xuất hiện ngay đúng cái giờ xế chiều này là hợp lý luôn á. Mà không biết không? Nóng xong rồi mưa ai đi cái gì mà nó nhẹ nhàng mà lại khỏi cần dai vậy chứ. Dạ. Nước rộng. Nước dài là mình tài. Rồi bây giờ giờ này chị chọn này. Để mốt chị mang thêm vị trái cây lên. Rồi cái cảnh này là cảnh còn cảnh sau khi gia đình mà Quân nó không nhận chức giám đốc công ty thôi. Bây giờ Khương vừa mới đường dây. Dạ rồi chào tạm biệt bà con chú nha, hẹn gặp lại. Bye bye. Xin chào. Bye bye. Nhớ ủng hộ phim Muốn Miệng Màu phần 2 nha. Cảm ơn cảnh nha. Dạ.